Hello, xin chào tất cả mọi người. Mùa này là ở dưới quê mình là mùa cây lúa, mùa nước ngọt. Ở đây mình có một năm có 3 tháng. Tháng ngọt thường 3 tháng là 3 tháng ngọt nhẹ và 3 tháng mặn. Mùa này là người ta tận dụng cái tầm lúa mùa đang lúa kè. Lúa mùa mình ở dưới đây nó có rất là đắt, mười mấy ngàn.